Tên nhà nông miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 5 tháng 6 năm 2022, lúa giữ giá, thu mua ổn định trong phiên cuối tuần. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang, nhu cầu thị trường ở mức khá, song chủ yếu là thăm dò, giao dịch thực tế không nhiều. Tuần này lúa hè thu về lượng lớn khá hơn so với tuần trước, tuy nhiên vẫn ít và chưa rộ vụ. Nguồn lúa Campuchia cạn nguồn, lúa khô về không đáng kể. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An 5.800 đến 6.100 đồng, nếp An Giang 5.600 đến 5.800, OM 380 5.500 tới 5.600 đồng, IR 50404 giá 5.500 đến 5.600 đồng. Lúa nàng qua chín ở mức 5.800 đến 6.000 đồng, đài tôm 8 5.900 đến 6.100 đồng, OM 5451 giá 5.600 đến 5.800, OM 18 giá 5.800 đến 6.000 đồng, Jasmine 5.800 đến 6.000 đồng, lúa khô IR 50404 là 6.300 đến 6.500 đồng, lúa khô OM 5451 6.600 đến 6.800, nếp An Giang khô 7.700 đến 7.800 đồng, nếp Long An khô 7.600 đến 7.700. Tại Sóc Trăng, đài thơm 8 là 5.800 đến 6.000 đồng, OM 5451 giá 5.400 tới 5.700, lúa IR 50404 5.400 tới 5.700, VNR 20 5.600 đến 5.800, lúa DS1 6.500 đến 6.700 đồng, OM 4900 5.800 đến 6.000 đồng, OM 18 giá 5.700 tới 5.900, lúa Tài Nguyên 6.900 đến 7.000 đồng, RVT 7.000 tới 7.200 đồng, lúa ST 24 7.500 tới 7.700 đồng, lúa ST 25 7.600 đến 7.800 đồng. Tại Cần Thơ, giá lúa hè thu sớm ER 50404 là 5.100 tới 5.200, OM 5451 là 5.400 tới 5.600, OM 18 là 5.700 tới 5.850 đồng, đài thơm 8 là 5.700 tới 5.900. Tại Đồng Tháp, giá lúa hè thu sớm OM 380 giá 5.500 tới 5.600, OM 18 giá 5.800 tới 6.000 đồng, đài thơm 8 5.800 đến 6.000 đồng, OM 5451 giá 5.500 tới 5.700 đồng, IR 50404 giá 5.500 tới 5.600 đồng, nếp vỏ tươi Long An 5.500 tới 5.600. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR 50404 5.500 tới 5.600, OM 380 5.600 tới 5.800, OM 18 giá 5.800 tới 6.000 đồng, đài thơm 8 5.800 tới 6.100, OM 5451 giá 5.500 tới 5.800, Jasmine 5.800 tới 6.000 đồng, nàng qua là từ 6.000 tới 6.100, VNR 20 5.600 tới 5.800, nếp vỏ tươi Long An 5.700 tới 6.000 đồng, lúa Nhật 6.400 tới 6.600, lúa khô IR 50404 là 6.200 tới 6.500, lúa khô OM 5451 là 6.600 tới 6.900, lúa khô OM 18 đài thơm 8 là 7.100 tới 7.500. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An là 5.800 tới 6.100, IR 50404 là 5.500 tới 5.600, đài thơm 8 là 5.800 tới 6.000 đồng, OM 5451 giá 5.500 tới 5.700, OM 18 giá 5.800 đến 6.000 đồng, ST 24 7.200 tới 7.800. Giá có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe. Xin kính chào.